sáng thế ký chương 18. Chúng con xin lời cảm ơn Ngài trong lời của Chúa buổi sáng ngày hôm nay. Cầu xin Đức Thiên của Chúa Giêsu sẽ làm sống lời Ngài cho chúng con trong danh Giêsu Christ. Amen. Câu 1. Đức Diêu Va đã hiện ra. Đức Diêu Va hiện ra cùng Abraham nơi lùm cây rẻ bộ của Mamre. Rõ ràng ấy, điều này đã xảy ra một thời gian ngắn sau sự kiện sáng thế ký chương 17 câu 21 là Đức Chúa Trời có hiện ra với Abraham. Đức Chúa Trời cho biết là một năm sau thì Sarah sẽ sinh con trai trong sáng thế kỷ 17 21 ấy. Vào thời điểm này, bà vẫn chưa mang thai. Vì vậy, điều này không thể kéo dài hơn 3 tháng sau các sự kiện của sáng thế kỷ 17. có nghĩa là hai lần Chúa gặp Abraham, ấy. Chúa hiện ra với Abraham. Ấy. Chương 17 và chương 18 nó rất là gần với nhau. Đức Diêu Va hiện ra câu này một lần nữa. Chúa đến với Abraham trong hình dạng con người. Là một sự bày tỏ khác về Chúa Giêsu trong hình hài con người trước khi Ngài nhập thể chúng ta có thể cho rằng đây là Đức Chúa Trời trong ngôi vị của Chúa Giêsu Christ đã xuất hiện và hiện ra với Abraham trước khi Ngài nhập thể và sinh ra tại Bethlehem. Điều này là bởi Đức Chúa Trời Cha, Ngài đã nói trong Giăng 1 câu 18. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Và thì một thêm một, thứ thứ nhất, chương 6 câu 16. Ở nơi một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được danh vọng quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Amen. Do đó nếu Đức Chúa Trời xuất hiện với một người nào đó trong hình dạng con người ở trong cựu ước thì có nghĩa là sự xuất hiện đó là của con một đời đời, ngôi hai trong ba ngôi trước khi Ngài nhập thể ở Bethlehem. Và chúng ta nhớ Chúa hiện ra với môi xe trong bụi gai đấy. Câu 2. Abraham nhướng mắt lên thấy ba người đứng trước mặt. Chúng ta không biết liệu Abraham có nhận ra ngay những vị khách này là ai không. Mặc dù Chúa, Đức Yêu Va ở trong ngôi vị của Chúa Giêsu Christ đã hiện ra với Abraham hai lần trước đó. Chúng ta không biết Chúa Giêsu có giống nhau trong mỗi lần này hay không. Hai lần trước đó là trong sáng thế ký 12 câu 7 và 17 câu 1. Hay là liệu Abraham có thể biết đây là ai hay không? Tiếp theo, Abraham vừa khi thấy bèn bắt từ cửa, trại chạy đến trước mặt ba người đó, sấp mình xuống đất. Và thưa rằng, lạy Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin hãy ghé lại nhà kẻ tôi tới Chúa, đừng bỏ đi luôn. Xin các đấng hãy cho phép người ta lấy chút nước rửa chân các đấng và xin hãy nằm nghỉ mát dưới cội cây này. Tôi sẽ đi đem một miếng bánh cho các đấng ăn vững lòng, rồi sẽ rời gót lên đường. Vì cơ ấy nên mới quá bộ lại nhà kẻ tôi tơ các đấng vậy. Các đấng phán rằng, hãy cứ việc làm như người đã nói. Theo như cái sự tin kính và hiếu khách là phong tục của cái nền văn hóa đó, Abraham đã hậu đãi những người khách đến nhà mình. Cái chữ sấp mình là Sakha, cúi sấp và thờ lại. Đây là một cái chữ khá đặc biệt được nói 166 lần trong Cựu Ước. À, Joshua đã sấp mình và đầu phục Đức Chúa Trời, tướng đạo binh của Đức Jehovah trong sách Joshua chương 5 câu 9, trước khi tiến chiếm đất hứa. Job trong khi bị hoàn nạn mất con cái tài sản trong một ngày. Trong chương 1 câu 20 đấy, thì ông nói rằng Job bèn trỗi dậy, xé áo mình, cạo đầu, đoạn sấp mình xuống đất mà thờ lại và nói rằng Tôi trần chuồng lọt khỏi lòng mẹ và tôi cũng sẽ trần chuồng mà về. Đức Yêu Va đã ban cho, Đức Yêu Va lại cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Yêu Va. Trong mọi sự ấy, Job không phạm tội và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời. Joshua đã tiến chiếm đất hứa sau khi thờ phượng. Job cuối cùng ấy ông đã nhận lại gấp đôi những gì ông đã mất. Gia cơ chương 4 câu 7 thì nói với chúng ta rằng hãy phục Đức Chúa Trời và chống trả ma quỷ. Nó sẽ lánh xa anh em. Ở đây trong đây có một chìa khóa của sự thờ phượng nha. Và ở trong đoạn này chúng ta thấy Abraham sấp mình thờ lại và Chúa bày tỏ cho Abraham những điều cực kỳ vĩ đại. Câu 6. Đoạn Abraham lật đật vào trại đến cùng Sarah mà rằng hãy mau mau lấy ba đấu bột lọc nhồi đi rồi làm bánh nhỏ. Abraham bèn chạy lại bày bắt một con bò con ngon, giao cho đầy tớ mau mau nấu dọn, rồi lấy mỡ sữa và sữa cùng con bò con đã nấu xong, dọn ngay trước mặt các đấng, còn người thì đứng hầu trước mặt dưới cội cây. Vậy các đấng đó bèn ăn. Sarah và Abraham chuẩn bị bữa ăn cho những thượng khách. Chúng ta thấy cái này nó nằm trong cái văn hóa mà cực kỳ hiếu khách của người đông phương, nhưng cũng có khả năng ấy là Abraham biết đó chính là Chúa đã đến thăm ông. Câu 9 các đấng hỏi Abraham rằng, Sarah vợ ngươi ở đâu? Đáp rằng, kìa, nàng ở trong trại kia. Một đấng nói rằng, độ trong một năm nữa ta sẽ trở lại đây với ngươi không sai. Đức Chúa Đại Ngài xác nhận lời hứa của Ngài về một đứa con trai cho Abraham và Sarah. Mình có thể thắc mắc là tại sao Chúa lại lặp lại lời hứa một lần nữa, mà lại rất gần với thời điểm Ngài đã nói trước đó. Cuối cùng thì có vẻ như Chúa đã im lặng về cái lời hứa này trong hơn 13 năm, khi Ismael 13 tuổi bây giờ ngày đích thân đến để gặp lại điều đó lặp lại những điều đó hai lần trong ba tháng và trường đó Sarah vợ ngươi sẽ có một con trai Sarah ở nơi cửa trại sau lưng đấng đó nghe các lời này ở trong sự tương giao với Chúa Chúa sẽ cho chúng ta nghe đi nghe lại những lời hứa của Đức Chúa trời đó là cách mà Đức Chúa trời dùng để khích lệ và đức tin của chúng ta được lớn lên vậy thì đức tin đến bởi sự người ta nghe và người ta nghe là khi lời Chúa được rao giảng. Roma 10 câu 17 Cũng có thể Abraham và Sarah cần sự viếng thăm này của Chúa để khích lệ họ làm những gì họ cần làm để lời hứa của Chúa được thực hiện. Đó là họ đến với nhau và ăn ở với nhau. Bởi vì đã già rồi mà. Câu 11 Và Abraham cùng Sarah tuổi đã già, tuổi tác đã cao. Sarah không còn chi nữa như thế thường người đàn bà. Phản ứng của Sarah trước lời hứa của đức trước đây đó là gì tự cười trong lòng trước cái điều mà chúa nói đây bà không thể tin được rằng chúa sẽ ban cho một đứa con theo đúng nghĩa đen là kết quả của sự hai người ăn ở với nhau hai vợ chồng ăn ở với nhau lloyd Pốt thì dịch trong sáng thế kỷ 18 mà câu 12 như sau sau khi tôi đã hao mòn tôi có còn tận hưởng được khoái cảm tình dục nữa không và chúa của tôi cũng đã là một ông già rồi ông quan sát thấy rằng ấy, cái vấn đề không được Sarah đặt ra một cách tế nhị. Đó là Sarah nói toạc ra như vậy. Đấy. Có thể là ngay cả sau những lời hứa đầy ấn tượng trong sáng thế kỷ 17, Abraham và Sarah đã có cách thuộc linh hóa lời hứa của Đức Chúa Trời, khiến nó mang một ý nghĩa khác với ý định của Đức Chúa Trời. Ở đây ấy, Đức Chúa Trời đã nói rõ Abraham và Sarah sẽ có sự ăn ở với nhau bình thường, tự nhiên và sinh ra một đứa con đặc điểm lạ lùng ấy là chúng ta tin lời hứa của Đức Chúa Trời trong một thời gian dài, rất dài. Chúng ta chịu đựng, gánh chịu, trải qua nhiều để cảm thấy nản lòng ở dọc đường đi. Cho đến khi lời hứa nó gần được rồi. Và sau đó chúng ta lại nghi ngờ. Nhưng chúng ta biết ơn Chúa vì Ngài lớn hơn những nghi ngờ của chúng ta. Câu 12. Sarah cười thầm mà rằng, già như tôi thế này hễ còn được điều vui đó sao? Còn Chúa tôi cũng đã già rồi. Dầu hoàn cảnh bên ngoài có lý do chính đáng để Sarah thuộc linh hóa lời chú hứa và bà cười về nghĩa đen của cái lời hứa này. Bà đã hết tuổi sinh đẻ, đúng nghĩa là phong cách phụ nữ không còn hợp với bà nữa. Bà đã ngừng kinh nguyệt, đã mãn kinh từ lâu, ngay cả khi tính đến tuổi thọ họ đã cao. Absalom là thọ 175 tuổi, Sarah thọ 127 tuổi, thì cả hai đều đã qua tuổi trung niên rồi phải có một phép màu của Chúa để họ có được những đứa con theo đúng nghĩa đen thông qua cách tự nhiên bình thường. Bởi vậy, Sarah cười thầm trong lòng, cười thầm ở trong lòng trong tim ấy. Điều đáng nói ở đây ấy là điều mà Sarah cũng như là Abraham mong muốn nhất trong cuộc đời của họ. Tuy nhiên họ cảm thấy thật khó tin lời hứa của Đức Chúa Trời khi Ngài nói là Ngài sẽ ban điều đó cho họ. Câu 13 Đức Yêu A phán hỏi Abraham rằng cớ sao Sarah cười như vậy mà rằng có quả thật rằng tôi già đến thế này lại còn sanh sản chăng? Đức Chúa Trời Ngài đáp lại tiếng cười của Sarah. Tại sao Sarah cười? Chúa đã nghe thấy tiếng cười của Sarah mặc dầu bà đã cười thầm ở trong lòng. Không ra tiếng nha. Không có gì bị che giấu trước Chúa. Ở đây chúng ta... Bởi vì chúng ta có thể sống rất khác nếu chúng ta nhớ rằng ấy, Chúa có nghe và biết mọi điều chúng ta nghĩ và nói. Và trải qua bao nhiêu gian khổ ở trong đời sống, sự chịu khổ, sự gian nan của Abraham và Sarah. Kết cục ấy là Sarah cười thầm ở trong lòng. Đó là một tiếng cười. Trước khi Isaac là tiếng cười, cười ra đời ấy, thì người mẹ cười thầm ở trong lòng, chứ không phải là cay đắng và đau đớn. nó cười thầm ở trong lòng. Câu 14. Há có điều chi Đức Yêu Va làm không được chăng? Đến kỳ đã định trong một năm nữa ta sẽ trở lại cùng ngươi và Sarah sẽ có một con trai. Vì Sarah Sợ nên chối mà thưa rằng tôi có cười đâu Nhưng Ngài phán rằng thật, ngươi có cười đó Đây là tiếng cười Tiếng cười của một người mà um, thấy được điểm cuối của chặng đường Và không còn gì để mất Và chỉ biết cười mà thôi Chứ không hề cay đắng đối với Chúa Và tiếng cười của một người đã bắt đầu cuộc đời của họ khi bắt đầu đi với Chúa Bắt đầu đi với Chúa Chúa gọi đi ra khỏi xứ, đi đến một nơi mà họ đi mà không biết mình đi đâu và đến cuối chặng đường ấy thì ở đây gần như thế vậy thì đặc điểm của Sarah đó là cười. Đây là một cái một cái nét, một khuôn mẫu để cho chúng ta tự kiểm tra lấy chính mình trong đời sống của chúng ta khi bước đi với Chúa. Và đây là phương cách mà Chúa đến ban cho chúng ta được lời hứa. Và đây chính là thời điểm của Ngài. Đây chính là lúc mà thời kỳ thuận tiện hôm nay là ngày cứu rỗi. Trong tin lành là sự vui mừng, đổi buồn rầu thành vui mừng, đổi tang chế thành máu hoa đó là Chúa đặt cái niềm vui trong lòng của chúng ta. Nhưng mà ở đây ấy, trong cái trường hợp này thì Sarah thì chưa phải là gọi là thực sự là giống như là đã vui mà cái điều mà chúng ta vừa nghe đâu. Nhưng mà ở đây ấy, thì bà đã chọn cái nụ cười, bà đã chọn, tức là bà cười. Câu 16. Các đấng đều đứng dậy mà đi ngó về phía Sodom. Abraham cũng theo để tiễn bước các đấng. Abraham đi với họ để lên đường. Theo thông lệ, đối với một chủ nhà hiếu khách, vào ngày đó Abraham sẽ đồng hành với khách của mình trong chuyến hành trình, tức là đi một đoạn để mà đi tiễn những người khách. Câu 17, Đức Yêu A phán rằng, lẽ nào ta giấu Abraham điều chi ta sẽ làm sao? Vì chắc Abraham sẽ trở nên một dân lớn và cường thạnh, các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước. Ta đã chọn người đang khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Yêu Hô làm điều công bình và ngay thẳng. Thế thì Đức Yêu Ba sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Abraham. Đức Chúa Trời này quyết định tiết lộ cho Abraham về số phận của Sodom và Gomorrah. Vì những gì Chúa sẽ mang lại từ Abraham sẽ trở nên một dân tộc vĩ đại và hùng mạnh. Và bởi vì Abraham phải là một nhà lãnh đạo vĩ đại để ông có thể chỉ huy con cái, lãnh đạo hướng dẫn con cái và gia đình của mình sau ông. Và Đức Chúa Trời sẽ tiết lộ cho Abraham những gì Ngài sẽ làm với Sodom và Gomorrah. Điểm này là quan trọng. Mục đích của Đức Chúa Trời trong việc này không phải là nói chuyện hương hoa với Abraham về những gì Ngài sẽ làm, cũng không phải là để thỏa mãn sự tò mò của Abraham. Đức Chúa Trời muốn làm điều gì đó trong đời sống của Abraham qua những gì mà Ngài sẽ bày tỏ cho ông. Câu 20 Đức Yêu Va phán rằng tiếng kêu oan về Sodom và Gomorrah thật quá, tội lỗi thật là quá, tội lỗi các thành đó thật là trọng. Ta muốn ngự xuống để xem xét chúng nó ăn ở, à. có thật như tiếng đã kêu thấu đến ta chăng? Nếu chẳng thật thì ta sẽ biết. Vậy các đấng bèn từ đó đi ngang qua hướng Sodom. Nhưng Abraham hãy còn đứng trầu trước mặt Đức Giê-hô-va. Abraham đặt một câu hỏi quan trọng. Đức Chúa Trời, Ngài có thể tiêu diệt người công bình với kẻ ác hay không? Hai đấng đó trở lui và đi về phía Sodom, nhưng Abraham vẫn đứng trước mặt Chúa. Chúng ta thấy hai người thực sự đó là những thiên sứ đã đến thăm Sodom trong sáng thế kỷ chương 19. Và người thứ ba ở trong bữa tiệc thực sự chính là Chúa. Câu 23, Abraham lại gần mà thưa rằng Chúa sẽ diệt người công bình luôn với kẻ ác sao? Người độc ác sao? Abraham đã đến gần Chúa, sự cầu nguyện, hiệu quả, cầu thay hiệu quả là vấn đề. <laughs> đến gần Đức Chúa Trời để chúng ta có thể cầu nguyện với tấm lòng của Ngài. Ông biện luận, ông thương lượng Ngài sẽ tiêu diệt người công bình với kẻ ác sao? Khi thảo luận về câu hỏi này, Abraham nhắc nhở Chúa về bản chất và nguyên tắc của chính Ngài. Hả không phải Ngài là đấng đoán xét toàn thế gian sao? Abraham nghĩ thầm rằng Đức Chúa Trời với tư cách là một quan bỏ án công bình, không thể trừng phạt người vô tội giống như người có tội. Sự cầu nguyện hiệu quả là vì cầu nguyện biết Chúa là ai và cách Chúa hoạt động trong một hoàn cảnh cụ thể. Cầu nguyện hiệu quả không tự xem mình như một khán giả thụ động trước những gì Chúa làm, nhưng hành động như thể nhắc nhở Chúa trong lời cầu nguyện. Chúng ta có thể thấy điều đáng chú ý là Abraham thậm chí còn quan tâm đến những người của Sodom và Gomorrah. Ông có thể vừa cầu nguyện Chúa, hãy đưa lót uh, của con ra khỏi đó trước đã. Nhưng ông đã không cầu nguyện như vậy. Trái tim của Abraham đầy nỗi buồn và lòng trắc ẩn ngay cả đối với những kẻ ác của Sodom và Gomorrah. Câu 24: Ngộ trong thành có 50 người công bình, Chúa cũng sẽ diệt họ hết sao? Há chẳng tha thứ cho thành đó vì cớ 50 người công bình ở trong sao? Không lẽ nào Chúa làm điều như vậy, diệt người công bình luôn với kẻ độc ác đến đổi kẻ người công bình cũng như người độc ác? Không. Chúa chẳng làm điều như vậy bao giờ. Đấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao? Đức Yêu Va phán rằng, nếu ta tìm được trong sô đôm 50 người công bình, vì tình thương bấy nhiêu người đó ta sẽ tha hết cả thành. Giả sử có năm ít hơn 50 người công bình, bây giờ nguyên tắc đã được thiết lập. Bây giờ là năm nhé, cái con số 5, giảm bớt đi năm Lúc Chúa này sẽ không tiêu diệt người công bình với kẻ ác. Rồi sau đó là ông giảm đến con số 10, 40 30 20. Bây giờ đây chỉ là vấn đề của con số, Đức Chúa Trời sẽ tha thành phố vì bao nhiêu người công bình. Sự cầu thay của Abraham có hiệu quả bởi vì nó cụ thể. Ông đã nói về những con số cụ thể với Chúa, không phải bằng những thuật ngữ chung chung. Thông thường những lời cầu nguyện của chúng ta không hiệu quả bởi vì chúng ta thực sự không cầu xin Chúa làm bất cứ điều gì. Thay vào đó, chúng ta chỉ thường tung những điều ước lên thiên đàng. Cầu nguyện tung những điều ước Câu 27, Ram lại thưa rằng mặc dầu tôi đây vốn là cho bụi, song tôi cũng dám cả gan thưa lại cùng Chúa. Hoặc trong 50 người công bình rủi thiếu hết năm, vì cớ năm người thiếu Chúa sẽ diệt hết cả thành chăng? Ngài trả lời rằng nếu ta tìm được có 45 người ta chẳng diệt thành đâu. Ram cứ thưa rằng ngộ trong thành chỉ có 40 người công bình thì sẽ làm sao? Ngài phán rằng ta sẽ chẳng diệt đâu vì tình thương 40 người này. Ram tiếp, tôi xin Chúa đừng giận, thì tôi sẽ thưa ngộ trong đó chỉ có 30 người thì sẽ ra sao? Ngài phán nếu ta tìm trong đó 30 người thì ta chẳng diệt đâu. Câu 31. Abraham thưa rằng, tôi đây cũng cả gan thưa cùng Chúa. Nếu chỉ có 20 người thì lại làm sao? Ngài rằng, vì tình thương 20 người đó ta sẽ chẳng diệt thành đâu. Abraham lại thưa, xin Chúa đừng giận để tôi thưa chỉ một lần này nữa. Còn ngộ chỉ có 10 người thì nghĩ làm sao? Ngài phán rằng ta cũng sẽ chẳng diệt thành đâu vì tình thương 10 người đó. Khi Đức Yêu Va phán xong cùng Abraham thì ngài ngự đi, còn Abraham trở về trại mình. Abraham tiếp tục trong lời cầu nguyện của mình bằng một sự khiêm nhường táo bạo. Ông không tự hào hay kiêu ngạo trước Chúa, nhưng ông vẫn tiếp tục cầu hỏi. Sự khiêm nhường của Abraham thể hiện ở chỗ không nơi nào trong lời cầu nguyện của ông là ông hỏi tại sao hay ông xin Chúa yêu cầu Chúa trả giải thích về hành động của ngài. Giả sử thấy có 10 người ở đó, có 5 người, rồi sau đấy là 10 người. Ông là một nhà thương lượng giỏi. Ông đã dám cả gan và nói với Đức Chúa Trời để hạ thấp số người công bình cần thiết để giải phóng thành phố. Không thể bỏ qua được sự kiên trì cầu hỏi của Abraham. Tại sao ông không từ bỏ nó ở 40 hoặc 50 người là xong và đơn giản nói rằng thôi mọi cái nằm trong tay Chúa, à, Chúa sẽ làm. Những điều gì Chúa định làm thì Chúa sẽ làm thôi. Vì ngay lúc cầu nguyện, người cầu thay phải cảm thấy rằng số phận đời đời của con người phụ thuộc vào lời cầu nguyện vào lời cầu thay đây là tấm lòng mà đức chúa trời muốn nêu bật từ abraham một tấm lòng quan tâm đến người khác đến linh hồn của con người rất nhiều được làm theo được dựng theo hình ảnh của đức chúa trời đến nỗi ông đã cầu nguyện gọi là dốc đổ cho thành phố đang bị phán xét đây là một tấm lòng của một người lãnh đạo vĩ đại của một quốc gia một dân tộc của Chúa và cần phải có, và dân sự Chúa cần phải có. Hãy nhớ rằng tất cả những cuộc đàm phán này đều không có kết quả. Không có 10 người công bình trong thành phố, chỉ có bốn người, các thành phố đã bị hủy phá. Tuy nhiên Đức Chúa Đầy đã tiết lộ cụ thể số phận của những thành phố này cho Abraham để rút ra từ ông một trái tim yêu thương, tấm lòng của một người cầu thay được uh, lộ ra. Vì vậy, ngay cả trước thời Chúa Giêsu, Abraham có thể được giống như hình ảnh của con ngài là đấng cầu thay như trong Roma chương 8 câu 9 chép rằng vì những kẻ ngài đã biết trước thì ngài cũng đã định sẵn để trở nên giống như hình bóng con ngài hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Và Hebrew chương 7 câu 25, bởi đó ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ ngài mà đến gần Đức Chúa Trời vì ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Abraham trở về chỗ của mình. Chúng ta tự hỏi liệu Abraham không nên tiếp tục các cuộc đàm phán với bốn người công bình trong thành phố đó là nhà của Lot. Liệu Đức Chúa Trời có tha thành phố cho bốn người nếu Abraham yêu cầu không? Có lẽ Abraham cảm thấy Lot chắc chắn đã đưa sáu người, cộng thêm hai chàng rẻ nữa đấy, đã chắc chắn đã đưa sáu người ngoài gia đình của mình, hai chàng rẻ cộng với bốn người khác nữa. Và người ngoài gia đình của mình đến với Đức Chúa Trời trong thời gian đó bởi vì ông dừng ở con số 10. Nếu đúng như vậy thì đức tin của Abraham, ông tin ấy, đó là Chúa hiển nhiên là bảo vệ người công bình khi mà ông không có nhắc đến tên lót ở trong trường hợp này. Đây là cái đức tin của Abraham nhé. Và chúng ta rút ra cho mình nó rất là quan trọng. Ông tin chắc chắn rằng ấy là Chúa là đấng bảo vệ người công bình. Chúa là đấng mà truyền ra sự phán xét Sodom và Gomorrah thì Ngài bảo vệ người công bình thuộc về Ngài. Một thê sa chương 5 câu 9 nói rằng Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thịnh nộ nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Và Chúa cũng dặn ở trong Đối với dân sự của Ngài ấy, trong Khải Huyền 18 câu 4 rằng Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng hỡi dân ta hãy ra khỏi Babylon kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó cũng chịu những tai họa nó nữ chăng Để dân sự Chúa chúng ta ngày nay cần ghi nhớ điều đó. Một điểm nữa, về chương sau ấy, khi Dông Cô bị hủy diệt lời Kinh Thánh ghi, Đức Yêu Vai nhớ lại Abraham mà cứu Lót ra khỏi trốn phá tan đó. Abraham tuy không cầu nguyện, cầu thay nó đầy đủ cho đến con số người cuối cùng đó là lót bởi vì trong tân ước cho chúng ta biết được rằng bảy cơ lót là người công bình cảm biết bởi cơ lót là có một người công bình thôi thì ở đây chúng ta thấy giàu cho có một người công bình là đó là lót thì chúa cứu cái thành xoa và để cho thành xoa không có bị hủy diệt và sự cầu thay của chúng ta nếu có thiếu giống như trường hợp của abraham đây không có được đầy đủ nhưng mà chúa vẫn làm nó hơn nhiều và nữa chúng ta không có chúng ta chỉ là người cầu thay chứ không có cái giới hạn là đến đó chứ không thể ra lệnh và cái cảm giác là cầu nguyện nó chưa hết chưa đầy đủ thì chúng ta cũng dâng lên cho chúa chúng ta làm hết cái phần sự của mình đã làm thế là tốt lắm rồi mình xin chúa cho chúng ta được học giống như tấm gương cầu thay của abraham ở đây có một di sản của sự cầu thay xin chúa cho chúng ta nhận được điều này chúng vẫn cảm ơn chúa cho lời của ngài và cho chúng ta có một tấm lòng cầu thay như của abraham